Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng tập 58, Minh Châu mụi lòng trước nhẫn cầu hôn của Kiên. Sau một đêm quẩy tanh bành ở nhà mình, Hoàng đã bất ngờ trở nên nghiêm túc khi cô muốn giúp mình một việc. Anh đã đưa mình tới cửa của văn phòng luật và nói muốn chuyển hết số cổ phần của Hoàng đế ở Cao Dược cho mình. Hoàng cho biết khi bố mình bị điều tra thì ít nhất anh muốn giữ lại một chút cho Kami sau này. Trước sự khẩn thiết của Hoàng, Minh lúc đầu còn đắn đo, nhưng khi nghe Hoàng nhắc tới con gái thì cô đã đồng ý để giúp Hoàng lần này. Trong một diễn biến khác, Minh Châu đã nói chuyện thẳng thắn với cô em gái cùng cha khác mẹ của mình. Cô muốn hai chị em bỏ qua tất cả mọi hiểu lầm, rắc rối để chúng chỉ là quá khứ và cùng cho nhau cơ hội ở hiện tại. Ngoài ra, Minh Châu cũng nói rõ sự thật về mối quan hệ giữa cô và Phúc. Châu muốn Minh không phải vì phút bốc đồng của mình mà bỏ qua tình cảm đáng giá đang có. Đáp lại sự áy náy của chị gái, Minh đã thành thật. Sự xuất hiện của chị có lẽ là cơ hội để bọn em nhìn lại mối quan hệ hiện tại. Thứ mà mình tưởng đã mất thực ra lại chưa từng tồn tại. Minh Châu tìm gặp lại Kiên để kết thúc mọi ân oán hận thù giữa cả hai. Đại tiểu thư nhà họ Cao lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi chỉ muốn kết thúc mọi việc đã khiến tôi và gia đình tôi phải đau khổ. Tôi không muốn kéo dài sự căm hận nữa. Chúng ta hết nợ nần với nhau nhé. Cả tôi và anh đã vật vã trong mối quan hệ này lâu rồi. Chúng ta có quyền giải thoát cho nhau. Tôi đã quyết định buông bỏ mọi chấp niệm ở trong lòng mình, cho mình cái quyền được sống yên ổn. Anh cũng nên như vậy." Vào phút cuối cùng mà Kiên đã trao lại cho Minh Châu chiếc nhẫn anh định dùng để cầu hôn cô, Kiên đã hối hận vì lúc đó đã không đưa Châu đi cùng mình để rồi mọi chuyện đã không thể cứu vãn như ngày hôm nay. Anh đã đau lòng nói: "Em có thể ném nó đi." Nghe được những lời này của Kiên thì Minh Châu đã không khỏi xúc động. Có lẽ nào cô đã mủi lòng trước sự chân thành của Kiên. Chiếc hộp gỗ bí ẩn mà Hoàng tặng cho Minh mân mê mãi chưa dám mở ra nay đã được bật mí. Bà Diễm Loan vì tò mò đã tìm cách phá chiếc hộp gỗ. Đúng lúc này thì Minh cũng vừa về đến nhà. Sau một hồi chật vật, cuối cùng thì sự thật bên trong chiếc hộp cũng được hé mở. Trong đó chỉ có một mảnh giấy ghi: "Đến một ngày đẹp trời, khi tôi lấy được Cao Dược làm sinh lễ, em bằng lòng làm bà chủ của tôi không?" Sau khi biết bí mật bên trong chiếc hộp, mình chỉ biết trách Hoàng không biết lượng sức mình. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.